Liên quan đến vụ nổ lò hơi tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh Việt Nam, là công ty Gỗ Bình Minh có địa chỉ tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai, cơ quan công an đã tiến hành làm việc với các đơn vị liên quan, trong đó có đơn vị cung cấp bảo hành, sửa chữa lò hơi cho công ty Gỗ Bình Minh để phục vụ công tác điều tra. Công ty Gỗ Bình Minh hoạt động trong lĩnh vực gia công chế biến đồ gỗ gia đình, số lao động làm việc tại công ty là khoảng 200 người. Để phục vụ sản xuất, công ty Bình Minh lắp đặt một lò hơi dạng ống nước Modern DZH1 1.0M nhãn hiệu hợp quang. Công suất sinh hơi là 1.000 kg trên giờ. Trong quá trình sử dụng, công ty phát hiện có trục trặc về mặt kỹ thuật và đã liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị đến kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa vào ngày 30 tháng 4. Đến sáng ngày 1 tháng 5, cán bộ kỹ thuật của công ty vào kiểm tra vận hành thì lò hơi phát nổ làm 6 người tử vong, 5 người bị thương, nhà xưởng hư hỏng nặng. Sau khi vụ việc xảy ra, giám đốc công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các đơn vị vào cuộc điều tra, thực hiện các biện pháp giải quyết ban đầu, phong tỏa và khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời thăm hỏi động viên các nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện. Qua điều tra, cơ quan công an xác định nguyên nhân ban đầu của vụ nổ là do lỗi kỹ thuật lò hơi. Theo cơ quan công an, đây là vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng, làm 6 công nhân tử vong và 5 người khác bị thương. Sáng ngày 1 tháng 5, một vụ nổ lò hơi xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh ở xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai khiến 6 người chết, 5 người bị thương nặng. Tại hiện trường, một phần sườn gỗ bị sập, hư hỏng nặng, mảnh tôn vương vãi khắp nơi. Nhiều người dân sinh sống gần khu vực không khỏi bàng hoàng bởi tiếng nổ lớn phát ra gây chấn động, nhiều nhà dân xung quanh khu vực bị ảnh hưởng kể lại sự việc với phóng viên ông lý ngọc việt là công nhân công ty gỗ nơi xảy ra vụ nổ cho hay lúc ấy đang làm việc nên tôi cũng chưa biết chuyện gì xảy ra tưởng đâu là motor máy khoan nổ nhưng khi nhìn lại thì thấy dây điện ba pha bốc cháy nghe tiếng nổ lớn tôi chạy ra thì thấy đồ sập hết rồi khi nhìn lại thì tôn trên mái nhà rơi xuống hết lúc đó tôi chỉ biết dắt cái xe máy chạy rồi la lớn lên thôi trong khi đó, anh Lý Văn Minh là người dân sinh sống gần khu vực nơi xảy ra vụ nổ cho biết, mấy anh em đang ngồi uống cà phê thì nghe tiếng nổ quá trời lớn. Những bức tường của ngôi nhà gần đó là bung nứt hết, là phòng trần nhà bị bung ra, rơi xuống sàn. Đứng bên ngoài khu vực công ty, nhiều người thân của các nạn nhân túc trực chờ đợi tin tức. Một người nhà nạn nhân cho biết, anh cũng làm ở công ty này nhưng làm ca đêm, lúc đang ngủ thì nhận tin dữ. Tôi đang ngủ thì nghe tiếng nổ lớn, lò hơi bị hỏng nên từ hôm qua đến nay mọi người sửa chữa. Nay ngày 1 tháng 5 nhưng công ty không cho nghỉ, mọi người vẫn làm việc bình thường, anh kể. Nhận tin chồng mình thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, một người vợ trẻ cùng một số người thân hòa khóc nước nở. Người vợ lớn tiếng gọi tên chồng, không thể đứng vững, phải có người thân dìu đứng dậy. Một số vật dụng cá nhân của nạn nhân xấu số đã được mọi người giúp đỡ thu dọn để bán giao lại cho người thân trước khi đưa về quê nhà. Đến chiều cùng ngày, công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, làm 6 người chết, nhiều người bị thương. Bước đầu, công an tỉnh Đồng Nai xác định nguyên nhân ban đầu là do lỗi kỹ thuật nên lò hơi phát nổ. Vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày, xảy ra vụ nổ lò hơi tại công ty trách nhiệm hữu hạn gỗ Bình Minh thuộc ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, do ông Phân Dông, quốc tịch Trung Quốc làm giám đốc. Vụ nổ làm 6 người chết tại chỗ, nhiều người bị thương phải cấp cứu. Một góc nhà xưởng rộng 3.000m2 tan hoang. Thời điểm này, có khoảng 30 công nhân đang làm việc. Nhiều mảnh tôn vỡ nát, bắn xa lên tới cả trăm mét. Công nhân hốt hoảng tại thời điểm xảy ra vụ nổ, khói bao trùm cả nhà xưởng. Cách xa hiện trường cả mấy trăm mét, nhà dân bị sập mái, nứt tường. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai thăm và động viên các nạn nhân tại bệnh viện. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và lãnh đạo công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường. Sáng mùng 1 tháng 5, một vụ nổ lớn tại công ty Bình Minh, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã khiến 6 người thiệt mạng, 7 nạn nhân bị thương. Các mảnh vỡ nằm ngổn ngang tại hiện trường. Lúc xảy ra vụ nổ, có 30 đến 40 công nhân đang làm việc tại xưởng gỗ. Nhiều người dân sinh sống cạnh công ty Bình Minh không khỏi lo lắng khi chứng kiến vụ nổ lớn sáng mùng 1 tháng 5. Cách vị trí xảy ra vụ nổ hơn 500 mét, căn nhà của ông Cao Văn Thiết, năm 2 tuổi, cũng bị ảnh hưởng. La Phong trong nhà bị hư hỏng, rơi rớt khắp nơi. Bà Nguyễn Thị Mỹ Châu, 46 tuổi, vợ ông Thiết, đang thu dọn lại những miếng la phong rơi ở nền nhà. Ban đầu nghe tiếng động lớn, tôi chỉ nghĩ bình ga của nhà hàng xóm phát nổ. Sau khi mọi người hô hoán thì tôi mới biết vụ nổ phát ra từ sưởng gỗ, cách nhà tôi hơn 500 mét. Lúc đó vợ chồng tôi rất hoảng sợ. Bà Châu nói, ông thiết thất thần nhìn căn bếp của mình bị nứt sau vụ nổ từ xưởng gỗ. Tương tự căn nhà của ông Vũ Văn Đồi năm sáu tuổi cũng bị nứt toát cạnh mỗi góc tường. Sau tiếng nổ lớn, đen chân nhà của gia đình ông Đồi bị hư hỏng toàn bộ. Cả hai vợ chồng đang nằm thì nghe tiếng nổ lớn như bom, tôi rất hoảng vì trước giờ chưa nghe tiếng nổ nào lớn như vậy. Ông Đồi chia sẻ. Ông Đồi thu dọn miếng sắt từ hiện trường vụ nổ văng đến mái nhà của ông. Sau vụ nổ nhiều người dân tranh thủ dọn dẹp, sửa chữa lại căn nhà của mình. Vết nứt toác dài hơn 2 mét trong căn nhà của ông Cao Văn Hồng, 77 tuổi, xuất hiện sau vụ nổ. Sáng nay, tôi nằm ở võng thì nghe tiếng nổ rất lớn, miếng tôn treo trước cửa và nền nhà rung bần bật. Cả nhà tôi vội chạy ra ngõ vì nghĩ có động đất. Ông Hồng kể. Theo báo cáo của khoa cấp cứu Bệnh viện Thống nhất Đồng Nai, khoảng 8 giờ 40 phút, khoa cấp cứu tiếp nhận 5 bệnh nhân từ công ty Bình Minh các bệnh nhân khai do tai nạn nổ bình hơi trong lúc làm việc. Số nạn nhân bị thương còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai. Chiều ngày 1 tháng 5, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai đã có báo cáo nhanh về vụ tai nạn lao động nổ lò hơi đặc biệt nghiêm trọng khiến 6 người chết, 5 người bị thương. Theo đó, vụ tai nạn xảy ra lúc 8 giờ 10 phút tại khu vực nổi hơi. Xưởng bán thành phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh, viết tắt công ty gỗ Bình Minh, đóng tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu. Công ty gỗ Bình Minh do ông Feng Yong, quốc tịch Trung Quốc, làm giám đốc, hoạt động trong lĩnh vực gia công, chế biến đồ gỗ gia đình. Công ty có khoảng 200 lao động, riêng thời điểm xảy ra vụ tai nạn lao động có 42 công nhân đang làm việc. Để phục vụ sản xuất, công ty lắp đặt một nồi hơi dạng ống nước, công suất sinh hơi 1.000 kg giờ ở bên ngoài, cạnh vách tôn xưởng bán thành phẩm. Cũng theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, trong quá trình sử dụng, Công ty phát hiện có trục trặc về mặt kỹ thuật và đã liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị đến để kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa vào ngày 30 tháng 4. Đến sáng hôm sau, cán bộ kỹ thuật của công ty vào kiểm tra, vận hành thì nồi hơi phát nổ làm 6 người chết, 5 người bị thương, nhà xưởng hư hỏng nặng. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và các cơ quan chức năng đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trường, chỉ đạo các biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn lao động. Đồng thời tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân tử vong và bị thương. Bước đầu, cơ quan chức năng đã hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong số tiền 20 triệu đồng cũng như làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong. Hỗ trợ, động viên mỗi nạn nhân bị thương 10 triệu đồng.